Kể từ ngày 23 tháng 12 2022, các chị em ở tỉnh Bạc Liêu có thể sẽ được tặng giấy khen và tiền thưởng nếu thuộc hai trường hợp sau: 1. Sinh đủ 2 con trước 35 tuổi; 2. Sinh đủ 2 con một bề. Hello, chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với chương trình Bình luận Pháp luật của Thuận. Hôm nay Thuận làm video này là để chia sẻ một số thông tin quan trọng đến với các chị em đang cư ngụ tại tỉnh Bạc Liêu, đặc biệt là các chị em đã sinh đủ 2 con và dưới 35 tuổi. Chính vì vậy, trong lúc xem video này, nếu chị em nào đang cư ngụ tại tỉnh Bạc Liêu mà thấy mình đáp ứng đủ các cái điều kiện mà Thuận nêu trong video thì hãy nhanh chóng liên hệ đến Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn để yêu cầu họ hỗ trợ giải quyết nha mọi người. Hoặc mọi người cũng có thể chia sẻ video này cho bạn bè, người thân mình là những người đang cư ngụ tại tỉnh Bạc Liêu biết để họ bảo vệ quyền lợi của mình nha mọi người. Kính thưa mọi người, sau khi Thuận làm cái video chia sẻ về một số trường hợp của các chị em ở tỉnh Tiền Giang được nhận giấy khen và tiền thưởng là 1 triệu đồng khi mà các chị em sinh đủ 2 con dưới 35 tuổi á, thì cái video đó đã nhận được hơn 2 triệu lượt xem, lượt tương tác, lượt chia sẻ và lượt bình luận. Và đặc biệt là Thuận nhận được rất là nhiều cái câu hỏi của các chị em ở tỉnh Bạc Liêu. Nên chính vì vậy, hôm nay Thuận làm video này là để chia sẻ số thông tin riêng cho các chị em phụ nữ ở Bạc Liêu. Và sắp tới là chia sẻ cho các chị em ở các tỉnh thành khác nữa. Nếu các chị em ở tỉnh thành khác muốn Thuận làm video nói về cái địa phương của mình thì mọi người hãy để lại cái lời nhắn tại phần bình luận. Rồi, ok, quay trở lại vấn đề. Kính thưa mọi người, theo nghị quyết số 17/2022/ND/HDND ngày 13 tháng 12 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu thì kể từ ngày 23 tháng 12 2022, các chị em ở tỉnh Bạc Liêu có thể sẽ được tặng giấy khen và tiền thưởng nếu thuộc hai trường hợp sau: 1. Sinh đủ 2 con trước 35 tuổi; 2. Sinh đủ 2 con một bề. Tại sao Thuận nói là có thể được khen thưởng? Là bởi vì á, ngoài cái điều kiện cơ bản mà hai trường hợp đó Thuận đã nêu á, thì các chị em còn phải đáp ứng một số cái điều kiện khác nữa mà Thuận sẽ nêu ở phần sau của video này thì các chị em mới được thưởng. Vì vậy á, các chị em cần xem hết ở cái đoạn sau video này để xem các điều kiện bổ trợ kia các chị em có đáp ứng được hay không mới được khen thưởng. Chứ các chị em đừng vội mới xem có nhiêu đây xong rồi cái nói là tại sao tôi cũng như vậy, tôi cũng đáp ứng hai điều kiện, cũng sinh đủ 2 con dưới 35 tuổi, tại sao tôi không được khen thưởng, tôi cũng sinh con một bề, tại sao tôi không được khen thưởng. Là bởi vì ngoài các điều kiện cơ bản đó, các chị em còn phải đáp ứng một số điều kiện khác mà Thuận sẽ nêu ngay phần sau. Mời mọi người đến với vài giây quảng cáo. Sản phẩm trong giỏ hàng hôm nay của chúng ta là thảm lông trải sàn phòng khách và phòng ngủ, kích thước 1.6 x 2 m, chất liệu sợi polyester cao cấp có viền chắc chắn xung quanh, thảm với nhiều màu sắc trẻ trung hiện đại, với chất lông dày dặn không rụng lông, không phai màu, rất thích hợp cho mọi nhà. Hãy đặt mua ngay hôm nay vì số lượng có hạn và để nhận được những ưu đãi tốt nhất. Rồi, không để mọi người chờ lâu hơn nữa, các cái điều kiện mà các chị em cần phải đáp ứng nữa đó là đối với chính sách 1, chính sách sinh đủ 2 con dưới 35 tuổi đó, thì các chị em phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây. Thứ nhất, thời điểm sinh đủ 2 con là từ ngày 23 tháng 12 2022 trở về sau, còn mà các chị em đã sinh đủ 2 con trước cái thời điểm này thì không được. Thứ hai, phải không vi phạm chính sách dân số. Còn như thế nào là không vi phạm chính sách dân số thì các chị em cần liên hệ đến Ủy ban Nhân dân địa phương của mình để hỏi, để biết rõ hơn. Vì mỗi địa phương họ sẽ có một cái tiêu chuẩn khác nhau, và cũng là vì Thuận không có ở tỉnh Bạc Liêu nên Thuận sẽ không thể chia sẻ cụ thể rõ ràng hơn về cái tiêu chuẩn này. Như vậy, với cái chính sách 1 này, các chị em ngoài đáp ứng cái tiêu chuẩn là sinh đủ 2 con dưới 35 tuổi thì các chị em cần phải đáp ứng hai cái điều kiện mà Thuận vừa nêu. Khi mà chị em đã đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện rồi và các chị em đã hoàn thành cái hồ sơ đăng ký để được hỗ trợ đó, thì các chị em sẽ được nhận cái phần thưởng là 1 triệu đồng cộng với cái giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện. Với chính sách 2 là cái chính sách mà chị em đã sinh đủ 2 con mà một bề và cam kết không sinh thêm con á, thì các chị em phải đáp ứng thêm các cái điều kiện sau đây thì mới được khen thưởng nè. Thứ nhất là chị em phải chấp hành tốt chính sách về dân số. Còn như thế nào là chấp hành tốt chính sách về dân số đó thì các chị em phải liên hệ với Ủy ban Nhân dân địa phương để hỏi. Thứ hai á là các chị em phải thực hiện tốt cái việc là nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Cái tiêu chuẩn này nghe có vẻ cảm tính ha mọi người ha. Và thứ ba là các chị em phải được chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố đề xuất khen thưởng cho các chị em thì chị em mới được nhận thưởng. Với chính sách 2 này, khi các chị em đáp ứng đủ các điều kiện này thì các chị em sẽ được khen thưởng là một cái giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện cộng với cái tiền thưởng. Mà theo quy định thì hiện giờ cái tiền thưởng kèm theo giấy khen là 540.000 đồng. Các chị em lưu ý, với chính sách 2 này á thì cái quy định về cái việc là con một bề á thì họ không phân biệt là bề nam hay bề nữ, cứ con một bề và đáp ứng các điều kiện đó thì sẽ được khen thưởng. Đây là những cái thông tin chung mà Thuận có thể chia sẻ. Còn đối với từng trường hợp cụ thể của từng chị em cụ thể đó thì các chị em cần phải liên hệ đến Ủy ban Nhân dân địa phương nơi mà mình đang cư ngụ á để hỏi họ các cái yêu cầu cụ thể cho từng trường hợp như thế nào, cũng như là hỏi họ về cái trình tự thủ tục, các cái giấy tờ theo yêu cầu để được nhận thưởng. Các chị em cần biết đây là chính sách có thật và các chị em cần phải hiểu đây là quyền lợi của mình thì mình phải biết tìm và bảo vệ cái quyền lợi của mình, chứ mình đừng có đòi hỏi người khác phải chủ động bảo vệ quyền lợi cho mình. Nếu các chị em không chủ động liên hệ đến Ủy ban Nhân dân địa phương để hỏi, để yêu cầu hỗ trợ thì có thể họ sẽ bỏ qua
các chị em luôn, và như thế các chị em bỏ lỡ cái chính sách, cái quyền lợi của mình. Mà ngoài ra Thuận thấy có một số chị em khá là tiêu cực mọi người. Thay vì các chị em dựa trên cái thông tin chung mà Thuận cung cấp, các chị em lên trên mạng tìm hiểu xem cái chính sách này nó như thế nào, tìm hiểu xem các quy định tại địa phương mình quy định như thế nào để mình thực hiện bảo vệ cái quyền lợi của mình, thì các chị em lại nói những cái lời tiêu cực giống như là làm gì có, hoặc là lên TikTok nhận. Thuận nhắc lại đây là chính sách có thật, tuy nhiên không phải ai cũng được nhận thưởng, vì ngoài cái điều kiện chung thì còn phải đáp ứng một số cái điều kiện riêng. Mà cái điều kiện riêng đó, mỗi người muốn biết mình có thuộc cái trường hợp riêng biệt đó hay không thì mọi người phải đi liên hệ với ủy ban dân địa phương để hỏi về trường hợp của mình, chứ không phải tất cả đều được thưởng chỉ với cái điều kiện cơ bản ban đầu nha, phải có điều kiện riêng nữa mọi người. Và có một số người nói lời tiêu cực lắm các bạn, 1 triệu hay là số tiền thưởng nó quá nhỏ như cái bánh xe bò vậy. Thật ra có thể các bạn không cần số tiền đó, đối với các bạn đó là số tiền nhỏ, nhưng đối với rất là nhiều người khác, đặc biệt là với các chị em đang gặp hoàn cảnh khó khăn, thì với số tiền đó nó rất là cần thiết, nó có thể giúp được cho các chị em giải quyết rất là nhiều vấn đề. Nên vì vậy mình đừng buông những cái lời tiêu cực, những cái lời mà khiến cho người khác không có vui. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video này. Nếu mọi người cảm thấy thú vị, hữu ích thì mọi người hãy giúp Thuận chia sẻ video này cho thêm nhiều người biết nữa. Và mọi người cũng đừng quên bấm follow, thả tim cho Thuận. Bên trái Thuận có để cái giỏ hàng, mọi người hãy vào đó mua sắm để ủng hộ Thuận. Sự ủng hộ của mọi người là rất là quan trọng đối với Thuận, bởi vì giúp Thuận có kinh phí để duy trì hoạt động của kênh này. Rồi, chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.